Thưa quý vị, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Truyền hình BRT mùa 4 năm 2023 đã khép lại cách đây 10 ngày, song dư âm về sự thành công và sức lan tỏa của giải đấu vẫn còn vẹn nguyên. Cùng với thành tích lần đầu tiên có 5 em cùng trúng tuyển vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, trong sáng ngày 10 tháng 8, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Truyền hình BRT đã tổ chức lễ trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu tại giải đấu năm 2022 và 2023. Đồng thời trao giải khán giả dự đoán đúng kết quả Cúp Truyền hình BRT năm 2023. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho đội U11 thị xã Phú Mỹ và U13 thành phố Bà Rịa. Hai đội giành ngôi vô địch mùa giải lần thứ 3 năm 2022. Trao bằng khen cho hai đội U11 và đội U13 thành phố Vũng Tàu. Hai đội giành ngôi vô địch mùa giải lần thứ 4 năm 2023. Nhân dịp này, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Truyền hình BRT năm 2023 trao giải đặc biệt cho hai khán giả dự đoán đúng hai đội vô địch U11 và U13 trong số 2.000 lượt khán giả bình chọn trên website thể thao.brt.vn. Mỗi giải là một máy điều hòa nhiệt độ Hikawa trị giá 6,5 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 6 giải chức, mỗi giải là một đôi giày thương hiệu của tuyển thủ quốc gia Tuấn Anh cho 6 khán giả dự đoán đúng kết quả, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và vua phá lưới ở hai nhóm tuổi U11 và U13. Trao 16 giải thưởng cho các khán giả dự đoán đúng kết quả giải đấu, có số dự đoán liền kề với 8 giải thưởng trên. Tổng giá trị các giải thưởng gần 35 triệu đồng do quán cà phê The Ring, xã Bình Giả, huyện Châu Đức, công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải 121 và nhãn hàng Camito, thương hiệu Tuấn Anh tài trợ.